Xin chào mọi người nha. Đây là cái mô hình mà nuôi chim bồ câu ở dạng gia đình, quy mô nhỏ lẻ. Đây là thức ăn của nó nè, lúa, đậu và một chút thực phẩm nữa. Mỗi chắc là cho nó một muỗng. Ăn ít thôi chứ ăn nhiều dư ra lại cái gì cuốn đâu ăn lắm. Nè, ở trên này có mấy con ở ngoài này. Con này là cu xế, cu ta nuôi tha mà nó bay vô đây nó kiếm ăn như mấy con cu pháp luôn. Đây mớ trứng hư đây, mùa lạnh là bắt đầu dặm hư trứng thúi đấy. Và cứ tưởng là dễ ăn nhưng mà cũng nhiều cái khó khăn lắm. Đây là mô hình nuôi nhốt, mỗi cặp riêng lẻ hết. Đó, mấy con sẽ bu lại ăn thôi. Phần thứ hai xong rồi, giờ tiếp cái này đi ra nè. Wow, nó đói nó rồi, em làm rầm rầm ha. Còn mình gắt vai quên nè, gắt vai nè. Với cái chuồng cu pháp này mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái hình ảnh trên kênh. Nếu như bạn nào mà yêu thích loài chim bồ câu này thì nhớ đăng ký theo dõi kênh, và có những cái câu hỏi nào về chim thì nhớ để lại bình luận ở dưới video nha. Mình dựa vào những cái thắc mắc của các bạn mình sẽ làm video tiếp theo. Này. Nhìn ăn nè. Lúc trước đó, mình không biết cái mình cho nó ăn bó lít cái má này. Lúc đầu nó ăn dư ra rồi nó phá. Nhưng mà bây giờ mình canh phải không? Nó ăn nhiêu là mình cho nó ăn vừa đủ thôi. Thiếu thiếu một chút nhưng mà nó cái gọi là kích thích cái sự thèm ăn của nó, chứ cho nó ăn dư là bắt đầu nó phá. Rồi chào tạm biệt mọi người nha, có gì mình sẽ lên clip tiếp theo dựa vào những câu hỏi của mọi người.